Thưa quý vị, sau hơn 10 năm nghiên cứu và chọn tạo bắt đầu từ năm 2012 đến vụ xuân năm 2023, Viện Nghiên cứu và Phát triển Giống Cây Trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã cho ra đời loại ngô trái cây có thể ăn tươi trực tiếp mà không cần luộc, hấp hay là nướng. Giống ngô này có nhiều ưu điểm như là độ ngọt cao, giàu dinh dưỡng, chứa chất kháng oxy hóa, anthocyanin cao và năng suất vượt trội. Đặc biệt là giống ngô trái cây được nghiên cứu và chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính, thông thường, không sử dụng phương pháp biến đổi gen, tạo ra các giống mới thân thiện với môi trường và thân thiện với sức khỏe của người sử dụng. Những ngày này, người dân xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đang vào vụ thu hoạch ngô. Đây là vụ thứ hai người dân ở đây trồng ngô trái cây, một giống ngô mới có thể ăn trực tiếp mà không cần chế biến. Giống mới về thế là mình rồng, thế là ra cờ thấy là bắp nó cứ nhanh nhánh nó to. Thế là tôi ăn thử ngọt lắm. Mà nó sâu cay lõi bía, ngon, cái giống mới ngon thật. Màu sắc bắt mắt, độ ngọt cao, giàu dinh dưỡng, chứa chất kháng oxy hóa anthocyanin cao, có thể ăn trực tiếp mà không cần chế biến. Với kết quả đạt được về độ ngọt và năng suất, loại ngô trái cây được người trồng và thực khách yêu thích. Cái giống ngô tím đấy, cái thời gian là thu hoạch ấy thì nó ngắn hơn, năng suất thì cao hơn là cái kia. Người ta ăn một lần, lần sau người ta lại muốn ăn. Lần sau người ta ăn hôm nay, tôi bán hôm nay thế đến mai người ta mua xong là người ta lại đòi mua cái giống ngô đấy. Người ta ăn quen. Còn như chưa ăn bao giờ thì người ta mới mua thử. Thế hôm sau người ta ăn ngon thì người ta lại mua tiếp. Ngô trái cây, giống mới có nhiều ưu điểm do các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Giống Cây Trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu và chọn tạo trong suốt hơn 10 năm bằng phương pháp lai hữu tính thông thường, không sử dụng phương pháp biến đổi gen, tạo ra các giống mới thân thiện với môi trường và thân thiện với sức khỏe của người sử dụng. Giống ngô này nằm trong đề tài nghiên cứu phát triển nguồn vật liệu, phục vụ chọn tạo giống ngô trái cây giàu chất kháng oxy hóa, anthocyanin. Cái giống ngô trái cây vừa chọn tạo thành công đã là được chọn tạo bằng cái phương pháp lai hữu tính thông thường và mình không sử dụng phương pháp biến đổi gen. Ưu điểm sẽ tạo ra những các cái giống mới, nó sẽ thân thiện với môi trường và nó sẽ cũng như là nó sẽ thân thiện với lại sức khỏe người sử dụng. Bắt đầu thu thập vật liệu và tiến hành lai tạo giống từ năm 2012, trải qua nhiều lần lai, bắt gặp hàng nghìn cặp bố mẹ, cũng như tạo ra hàng nghìn tổ hợp lai. Đến vụ xuân năm 2023, giống ngô trái cây Made in Việt Nam chính thức được nghiên cứu và chọn tạo thành công. Hội tụ được nhiều tính trạng tốt, đáp ứng được tiêu chí của giống ngô có chất lượng cao cấp. Đối với cái độ mỏng vỏ là nó khoảng từ 50 đến 60 micromet, cái độ mỏng vỏ. Thế còn cái độ ngọt tự nhiên, cái độ brick đường tổng số đấy thì nó khoảng trên 16, là cao đấy so với lại các cái giống ngô hiện tại trên thị trường ấy. Thì trên đồng ruộng thì giống ngô trái cây này nó có cái chiều cao trung bình đến thấp, năng chống đổ rất là tốt, nó hạn chế được cái khi mưa to gió lớn là nó hạn chế được cái việc đổ gãy. Thế còn lại một số các cái sâu bệnh thì là nó nhiễm nhẹ một số các cái loại sâu bệnh hại thôi. Cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là cũng được hạn chế. Đời sống ngày càng nâng cao, nhu cầu sử dụng ngô như một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít tốn công chế biến ngày càng gia tăng. Chọn tạo giống ngô trái cây ưu thế lai là hướng đi mới đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng về loại ngô ăn tươi giàu dinh dưỡng, cũng như góp phần vào đảm bảo an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, tính cho tới thời điểm này thì chưa có một giống ngô biến đổi gen, chuyển gen mới nào được đăng ký và cấp phép lưu hành theo quy trình mới của luật trồng trọt số 31/2018/QH14. Nguyên nhân là do những vướng mắc trong quá trình công nhận và khảo nghiệm. Nhiều chuyên gia cho rằng việc chưa có một giống ngô biến đổi gen hay chuyển gen mới nào được đăng ký và cấp phép lưu hành theo quy định mới của luật trồng trọt số 31/2018/QH14 đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngành trồng trọt nói chung. Trong số các giống ngô biến đổi gen đã được cấp phép lưu hành, canh tác từ năm 2015 đến nay, với tổng cộng 16 giống được công nhận trước năm 2018 và cho thấy nhiều lợi ích nổi bật trong việc giảm thiệt hại năng suất từ sâu bệnh, tăng thu nhập dòng cho nông dân cũng như tạo ra nhiều tác động tích cực tới môi trường và thực tiễn quản lý đồng ruộng.
năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, sau khi luật trồng trọt có hiệu lực, chỉ có 12 giống ngô mới được công nhận lưu hành thông qua khảo nghiệm theo quy định mới, trong đó có 8 giống ngô biến đổi gen. So với nhu cầu thực tế, giống ngô mới được công nhận lưu hành là quá ít. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận giống mới của nông dân và hạn chế các tiến bộ kỹ thuật chuyển giao vào sản xuất. Cũng theo chuyên gia về ngành trồng trọt, các tiêu chuẩn về DUS là tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định, và VCU là giá trị canh tác và giá trị sử dụng, hiện nay chưa phù hợp và hỗ trợ hiệu quả trong việc triển khai luật trồng trọt, phần nào tạo ra những rào cản kỹ thuật, làm chậm quá trình đăng ký các giống ngô mới cải tiến tại Việt Nam. Năm 2023 cũng là lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội gấp đôi so với thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 172.000 ca mắc sốt xuất huyết, 43 người trong số đó đã tử vong. Nếu như mọi năm dịch chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam, thì trong năm 2023, lần đầu tiên có ngoại lệ số ca mắc ở Hà Nội tăng cao. Dịch kéo dài khác thường so với cùng kỳ các năm trước. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, kết quả điều tra sự phân bố của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết cho thấy muỗi truyền bệnh tại Hà Nội bao gồm hai loài là Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó vector chính truyền bệnh là muỗi Aedes aegypti. Trước đây phân bổ chủ yếu tại các quận nội thành và một số huyện ven đô nội thành. Các huyện còn lại phân bố không đều và rải rác. Thưa quý vị, trong giai đoạn 1 của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã chỉ cần hoạt động theo luật hợp tác xã và hoạt động hiệu quả là địa phương đạt tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, trong giai đoạn 2 năm 2021-2025, các tiêu chí được cụ thể hóa nâng cao hơn như là phải có chuỗi liên kết bền vững cho nông sản chủ lực gắn với sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn về vùng nguyên liệu, có sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP xếp hạng, có ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Cần đầu tư và nâng cao hơn vai trò của pháp nhân hợp tác xã trong giai đoạn mới được xem là bài toán cần thực hiện trong giai đoạn 2 xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hoàn thiện chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã, tăng lượng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã trong 3 năm liền trước năm xét công nhận, đó là hai trong nhiều tiêu chí được cụ thể hóa đánh giá hoạt động của một hợp tác xã hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2024-2025. Tuy nhiên, để đạt được những tiêu chí này thì vấn đề vốn, nhân lực cũng là bài toán cần lời giải của không ít những hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Về cái lãi suất và thời gian được vay vốn ấy là cần dài hơn một chút và rộng, nhân rộng ra hơn một chút, mở rộng ra, không cứ phải là có cái bìa đất thổ cư mà có thể là bìa nông nghiệp hoặc bìa đất rừng, thì cũng có thể là cái nguồn vốn đó cũng tạo mọi điều kiện cho các thành viên được cập nhật để vay. Nhân lực, nguồn vốn, chính sách được xem là những đòn bẩy để giúp quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuỗi giá trị, nâng cao năng lực thị trường, gỡ khó cho các hợp tác xã, hoàn thiện các tiêu chí mới về nâng cao trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để gỡ được nút thắt này thì bên cạnh việc tự thân nội tại, thay đổi của các chính hợp tác xã, việc liên kết với các doanh nghiệp đầu tàu cũng được xem là cách để thực hiện các tiêu chí này được nhanh và bền vững nhất tại các địa phương. Chúng ta biết rằng là cái sản xuất nông nghiệp hiện nay ấy, thì nếu mà chúng ta sản xuất kiểu cá thể, đơn lẻ, dù chúng ta có bao nhiêu đất chăng nữa thì cũng rất khó để có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài hoặc là đưa vào chế biến, cho nên cần phải có những cái chuỗi liên kết chặt chẽ. Thì các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách tức là bài bản. Tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường là sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào, thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa các cái quy trình sản xuất an toàn, rồi hướng đến cái phương thức xúc tiến thương mại. Hiện cả nước có khoảng 31.700 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã và 73.000 tổ hợp tác. Trong đó có 20.357 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu của hợp tác xã tăng bình quân 5,6% so với năm 2021. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đạt doanh thu 350 đến 400 triệu đồng một hecta. Hiện hợp tác xã là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp khoảng 4% GDP cả nước. Các chuyên gia nông nghiệp nhận định, nếu có được các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thì các tiêu chí khó của các địa phương trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sẽ được gỡ bỏ phần lớn khi có trong tay nguồn nhân lực trọng yếu này.